xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình của mình. Thì hôm nay ba anh em mình có ra ngoài chợ các bạn. Đó đi dò rồi cuối cùng mình cũng mua này nhiêu ký thôi. Xem tên càng xanh. Đây là nhiêu ký? 2 ký. Đó mua 2 ký nha. 2 ký chứ. 2 ký à. Đó này là nhỏ nha các bạn. Không, này tôm càng xanh mini nha mọi người. Đây mini. Okay, thì tem mình mua 2 ký để ăn mừng 30/4. Từ miền Nam hoàn toàn giải phóng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Ủa lộn chứ lộn. Áp. Rồi. Giờ Nhân sẽ bỏ vô cái nồi hấp này nha các bạn. Hello các bạn, mình là tôm đây. Tôm đây. Làm gì mình liếm luôn nha. Mình biết cái tên lắm không? Ở dưới đi chơi lẹ ha. Ừ đó. Ôi trời. Thấy các bạn. Rồi ba cái gì. Các bạn mấy con này đỏ đỏ là gạch nha các bạn. Coi con nào có trứng không? Đây nè bạn, mình có trứng nè bạn. Đâu, trứng gì? Trứng hai trứng hay là nhiều trứng? Trứng này quá. Hai trứng. Ngu kẹp khùng người ngồi khóc đi. Nó là bị đâm chảy máu rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha mọi người. Hấp. Nghe quay nướng lắm. Các bạn thì sau 15 phút tôm mình là luộc xong rồi nha các bạn. Đây nhìn đỏ đỏ ngon ghê các bạn. Okay, thì bây giờ mình sẽ ăn rồi đi cho các bạn xem mà. Các bạn thấy gì không? Thấy có gì lạ không các bạn? Đó đây. Nay 30/4 các bạn. Thì mua tôm về mình ăn mừng rồi mình rồi hết phong trào luôn nha. Giải phóng miền Nam nha các bạn. Các bạn thấy mâm tôm này rồi có cái gì khác nữa các bạn? Đây đen đen. Các okay, bạn chuẩn bị 50 cái áo. Các bạn thấy không? Giống mình luôn nha các bạn. Mình chuẩn bị 50 cái áo nha các bạn. Áo trời màu vàng. Đây có hai loại nha các bạn. Đây là tôi yêu Việt Nam. Có chữ Việt Nam loại này không có. Có một loại là không có nha các bạn. Mình chuẩn bị 50 cái áo cho tặng cho những bạn comment đầu tiên. 50 bạn comment đầu tiên sẽ nhận được 50 cái áo nha các bạn. Mỗi người được một lần thôi nha. Nhiều áo nha, 50 cái áo. Đây, 50 cho cái áo. 50 bạn đầu tiên comment ở dưới. Ok thì mình chuẩn bị 50 cái áo nha mọi người. Các bạn 50 bạn comment đầu tiên để rõ địa chỉ để mình bắn Bluetooth luôn nha các bạn. Bắn Bluetooth. Ok thì nói sơ sơ các bạn cứ comment địa chỉ, đúng địa chỉ rồi mình mới gửi qua được nha các bạn. 50 bạn nha các bạn chứ không 50 bạn là mình không có đặt. Mình đặt 50 bạn đầu tiên thôi. Địa chỉ với số điện thoại luôn nha mọi người. 50 bạn comment đầu tiên. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xử mấy con tôm này nha các bạn. Ok. Ăn có. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn mừng 30/4 nha mọi người. Ok thì ở đây mình có chuẩn bị hai loại nước chấm nha mọi người. Một cái là muối ớt, muối ớt chanh, muối tép chứ. Còn một cái là muối muối ớt chanh tắt. Còn cái là muối ớt xanh nha các bạn. Đó. Thì ai chấm gì ăn đó. Thì ai ăn gì chấm đó. Thì ba anh em mình cắt cho nên luôn. Ớt mà. Mình chuẩn bị cái thao với đựng vỏ nha mọi người, sẽ vò vô cây. Bên ngồi ăn mấy con kìa? Một con mà. Rồi nói cái nó ngồi ăn luôn. Mà các bạn để anh bạn đi nha. Để anh bạn hồi vô đi. Bạn đây có hai càng nha mà, mà càng nhỏ nè. Tôm càng mini nha mà. Tôm nhìn nhau đi bạn chứ. Ngồi lột trong cái người nhỏ xíu. Mời tất cả các bạn nha. Rút thức à.
Mày ăn mấy con mày có không? Đây là muối ớt xanh nha bạn. Nó không phải. Nhìn bự vô chứ. Cỡ xíu như con như con ta cú đi. Mời tất cả các bạn ăn tôm càng xanh nha các bạn. Càng xanh. Hôm nay mấy anh em mình ăn mì giải phóng Việt Nam. Hỏi nữa là cái tặng cả tơ tống luôn. Là xe lù hổ tống với xe lăn gì. Đây mấy càng nó cũng có thịt nữa mọi người. Tôm tí nhỏ nhưng mà gạch nhóc luôn nha mày. Gạch béo. Mà tôm thì nó trắng chứ không có bỡ nè. Sáng mình mua đúng rồi. Đi lựa một dấu quá bạn. Ngon quá các bạn. La nha. La nha. Rồi nãy giờ mình móc đi lẹ không mày. Nãy mình rút vỏ luôn mày. Này nó vỏ luôn hả? À này. Sao? Vú ăn được mà này. Cái gì? Vú. Tôm có vú hả? Đó. Có cái gì nè? Này tôm sông chứ không phải là tôm nuôi mọi người. Ăn nó gặp từng ai.
dầu nữa. Đừng có gần không ạ? Còn nhiều đó bạn. Ăn 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 tôm này là phải cẩn thận nha. Ăn hồi nãy là cái đầu này các bạn, ăn lỡ đâm vô cái chảy máu. Ăn các bạn phải cầm lỡ đi. Mình chỉ dứt cái đầu nha mọi người. Không, mà tính ra nó là cái đầu ngon hơn của mình. Quá trời gặp mọi người. Cảm ơn các bạn. Mấy bạn đi nhìn đâu. Rồi ăn bóc hết rồi, bóc hết rồi bóc. Thôi lại cho mình cái đầu. Anh là phải nhường em nha các bạn. Chứ không nhường nơi quýt cho bờ đâu. Chả thêm đầu nữa. Quá ngon các bạn. Quá ngon quá. Hồi tí nữa anh em mình ăn xong các bạn. Anh em mình muốn xe lăn đó. Cái anh em mình đi dạo Sài Gòn chơi. Đi vô viện bảo tàng nha các bạn. Đúng không quay. Lúc quay vô quay cái nó chạy nổ máy. Cho pin led sẽ tăng luôn mọi người. Ôi cho pin đi xe lu với tăng cho chấm nổi. Nói cho cái đầu. Còn hả? Có ăn lắm mà. Vâng, các bạn ạ. Mừng quá. Quá thầy gặp luôn mọi người. Bánh đào bồn giờ. Quá ngon. Thêm mình ăn hải sản vô vậy. Các bạn đang xem clip chưa đăng ký kênh mình thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ tên mình nha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cho kênh mình thì ngon quá không, để cho có nhiều người vô comment rồi đăng ký chia sẻ phát triển kênh. Có ăn người ơi, người góp ý xin vui lòng liên hệ một tiếng không không một không không có nha các bạn. Ai đâu có á. Có ăn ngồi lên chứ không? Các bạn làm ăn khổ lắm bạn, chứ không có sung sướng gì đâu. Đậu ngon mà, nhập không à? Bởi vậy thôi mình kệ đi. Anh phải nhường nhé. Mới lại gặp đúng không ạ? Ngon quá các bạn. Bạn nhìn cái tướng bên biển là mình không dám ăn hiếp luôn. Đè chết rồi đó. Lấy thịt đèn rồi là mình đi thôi. Ở có mấy con chắc thịt lắm nha. Tình tình không chúng ta tâm nuôi mình các bạn. Nhưng quá hả? Dân à. Đâu đâu. Các bạn lễ này có đi đâu không bạn? Nếu có đi đâu thì comment cho mình biết dưới nha. Mình thì không biết đi đâu nữa. Để coi mình suy nghĩ coi ra địa điểm như thế nào rồi mình quay cho bạn xem. Chứ là cứ lễ mà không đi chơi nhà chán đó. Đúng không mẹ? Thôi rồi. Mình lại đủ lấy xe tăng đi chơi. Đi chơi. Bên là họ mình thuê riêng cho nó chiếc xe lô luôn. Không.
Chó cày. Mấy xe mà ủi ủi đường đó bạn. Mấy xe sốt lợn chưa nổi thôi. Chứ xe tăng đâu có nổi đâu. Nó ăn gạch nó béo rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.